Bếp phường xin kính chào quý vị hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2018 đến với chương trình bản tin Hoa Thành Đốn gồm có bản tin quan trọng trong ngày. Trong phần tin quan trọng hôm nay bao gồm các tin chánh sau đây Ông Trump ủng hộ siết chặt sử dụng súng Ông Manafort và ông Gates bị cáo buộc đã dẫn dắt một chiến dịch vận động hành lang dưới sự hậu thuận của Nga Bắc Triều Tiên có thể tấn công mạng châu Á Trong phần 2, bếp phượng cứ mời quý vị đến với phóng sự buổi lễ tưởng niệm 50 năm các nạn nhân bị Cộng sản sát hại vào Tết Mậu Thân năm 1968 đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 2, 2018 tại trường Home Middle School Alexandria, Virginia do Đậu Thanh Vân và Nam Anh thực hiện. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi thông báo của cộng đồng Washington DC, Maryland và Virginia. Chủ tịch cộng đồng Đinh Hùng Cường trân trọng kính gửi Quý trưởng thượng quý quan khách, quý đồng hương, cô bác, quý vị truyền thông, báo chí. Cứ mời quý vị tham dự những sinh hoạt như sau. Ngày thứ Bảy 24 tháng 2, 2018, vào lúc 2 giờ 30 trưa, Đoàn Văn nghệ Dân tộc Hướng Việt sẽ trình diễn tại Providence Center 7525 Morris Drive, Fortress, Virginia 22042 sau khi đã trình diễn tại White House. Ngày Chủ nhật 25 tháng 2, 2018, đúng 2 giờ trưa, giáo sư triệt học Trần Đức Giang, người Nhật gốc Việt đến từ Nhật, nói chuyện lợi ích của việc ứng dụng kinh pháp hoa trong đời sống hiện tại. Địa điểm Việt Center 6521 Arlington Boulevard, Suite 401 A, Fortress, Virginia 22044. Đây là những sinh hoạt quan trọng của cộng đồng Việt Nam. Kính mời quý vị bỏ chút thời giờ tham dự để cùng chia sẻ những đóng góp và lợi ích chung. Trân trọng kính mời Chủ tịch Cộng đồng Đinh Hùng Cường. Để mở đầu chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng. Tổng thống Trump ủng hộ siết chặt sử dụng súng trước áp lực vụ xả súng khiến 17 học sinh và giáo viên thiệt mạng tại Florida. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump ủng hộ kiểm tra lý lịch người mua súng. Vào hôm thứ Hai trước tòa Bạch Ốc, hàng chục thanh thiếu niên đã nằm xuống bên vệ đường Pennsylvania để diễn tả những nạn nhân bị bắn chết và kêu gọi Tổng thống, siết chặt quyền sử dụng và mua súng. Bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, nhấn mạnh, trong khi giới hữu trách đang đàm phán và điều chỉnh các điều luật, Tổng thống nói ông sẽ ủng hộ những nỗ lực nhằm cải thiện hệ thống kiểm tra lý lịch các cá nhân mua súng trên toàn quốc. Tổng thống nhiều lần nhấn mạnh đến bệnh tâm thần của thủ phạm, nhưng chính ông đã bày bỏ chương trình nhằm ngăn chặn những người tâm thần sử dụng súng của người tiền nhiệm Obama vào năm 2017. Thay vào đó, ông đã ủng hộ cho quyền dùng súng và Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, một đạo luật được đề xướng từ sau vụ xả súng giết chết hơn 20 người tại một nhà thờ thuộc tiểu bang Texas, yêu cầu các cơ quan liên bang và tiểu bang phải báo cáo chính xác lý lịch cá nhân, bao gồm tiền án của người mua súng. Tuy nhiên, đạo lực này vẫn còn đang trong giai đoạn được cân nhắc. Một cuộc tuần hành có tên March for Our Life đã được lên kế hoạch, sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3 tại Washington. Ella Fessler, một học sinh trung học tại Alexandria, Virginia, chia sẻ nỗi lo với báo chí rằng mỗi ngày khi tôi chào bố mẹ để đến trường, tôi nghĩ rằng thực tế tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa đại diện cố vấn tranh cử của ông Trump, nhận tội khai mang về vụ Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Ông Alex Van Der Zoon, là luật sư của hãng luật Skadden, Arps, Slate, Meagher và Flom bị sa thải vào năm ngoái. Ông sẽ có mặt trước phiên điều trần vào thứ Ba tuần tới. Lời buộc tội không liên quan đến cuộc bầu cử và chiến dịch vận động của Trump. Nó bắt đầu từ cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Paul Manafort, cựu chủ tịch trong ban vận động của ông Trump, và ông Rick Gates, cựu phụ tá chiến dịch và là cộng sự lâu năm của Manafort. Manafort và Gates bị cáo buộc đã dẫn dắt một chiến dịch vận động hành lang dưới sự hậu thuẫn của Nga trước khi tham gia vào chiến dịch vận động cho ông Trump. Ông Gates và ông Manafort bị truy tố trước tòa năm ngoái vì âm mưu rửa tiền hàng triệu Mỹ Kim kiếm được từ việc tư vấn kế sách chính trị tại Ukraine cho cựu tổng thống Viktor Yakukovych được Nga hậu thuẫn, cả hai đã không nhận tội. Theo cáo trạng tại tòa án liên bang Washington, Vanderweeland bị cáo buộc nói dối cơ quan điều tra về những liên lạc giữa ông và ông Gates trong cuộc thẩm vấn của FBI vào cuối năm ngoái. Ông Vanderweeland đã nhận tội vào tuần trước khi cố vấn Robert Mueller chứng dẫn rằng chứng buộc tội 13 người Nga và ba công ty đã can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ bằng những nỗ lực tung tin giả mạo lên mạng truyền thông châm biến ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton và tạo ra cơ hội cho ông Donald Trump. Theo hồ sơ tòa án cho biết, ông Van der Duan đã che giấu vai trò của mình trong việc soạn thảo một bản phúc trình biện bạch cho cựu Thủ tướng Julia Tymoshenko, người bị buộc tội tham ô và lạm dụng quyền lực. Bà Julia Tymoshenko là kẻ thù chính trị của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong đó đảng chính trị của ông Viktor Yanukovych là khách hàng của ông Gates và ông Manafort. Trong cuộc điều tra của các công tố viên và FBI ngày 3 tháng 11 năm 2017, ông Van der Van đã không trung thực khi cho biết thông tin về lần liên lạc cuối cùng với ông Gates và một người ẩn danh. Van der Van nói với các điều tra viên rằng lần cuối ông nhắn tin cho ông Gates vào giữa tháng 8 năm 2016 và cuộc nói chuyện gần đây nhất với người ẩn danh vào năm 2014 là về gia đình. Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ những thông tin này. Thực tế, họ cho rằng ông Van der Zwan đã thảo luận những báo cáo về bà Scanco với ông Gates và người ẩn danh vào tháng 9 năm 2016 trong một cuộc điện thoại mà ông đã lén thu âm lại. Các công tố viên cũng cho biết ông Van der Zwan đã xóa các email sau đó được Special Counsel's Office tìm ra trong đó có một cuộc trao đổi giữa Van der Zwan và người ẩn danh vào tháng 9 năm 2016. Bắc Triều Tiên có thể tấn công mạng châu Á. Một báo cáo của công ty bảo mật FireEye nói rằng Bắc Triều Tiên đang mở rộng phạm vi và quy mô các cuộc tấn công trên mạng nhắm vào các nước châu Á và Trung Đông thông qua các lỗ hổng software. FireEye cho biết họ đã theo dõi một nhóm gián điệp có tên APT-37 qua mạng phát hiện nhóm này có liên quan với chính phủ Bắc Triều Tiên. APT-37 đang cố mở rộng phạm vi với những cuộc xâm nhập vào các lỗ hỏng Zero Day và các software độc hại. Công ty cho biết vào hôm thứ Ba, chúng tôi có thể chứng minh hoạt động này được Bắc Triều Tiên hậu thuẫn. Zero Day là lỗ hỏng phổ biến trong các nhu liệu được nhiều cá nhân và công ty sử dụng. Loại lỗ hỏng này có thể bị tinh tặc, khai thác, tấn công trước khi nhà sản xuất, có thể sửa chữa hoặc phân phát. Bản phá lỗi đới với người sử dụng software của họ. Theo FireEye, mục tiêu của các software độc hại Bắc Triều Tiên nhắm vào các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và các nước Trung Đông là những nước có thế mạnh về phát triển ngành công nghiệp hóa chất, điện tử, sản xuất, hàng không vũ trụ, xe hơi và y tế. Các tin tặc sử dụng các lỗ hỏng trong các nhu liệu như software, đánh máy văn bản Hangul dùng để viết tiếng Hàn hay Adobe Flash Nhu liệu giúp tạo hình ảnh động và đưa vào hầu hết các dự trình trên web. Bắc Hàn được Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ đánh giá là một trong những nguy cơ đe dọa hàng đầu thế giới, đặc biệt từ khi Bình Nhưỡng bị cấm vận kinh tế nặng nề vì theo đuổi tham vọng vũ khí hạt nhân. Tinh tặc Bắc Triều Tiên sử dụng các cuộc tấn công mạng như một phương tiện ít tốn kém để trả đũa, cũng như thu nhập thông tin tình báo của những quốc gia thù địch với họ. Vào tháng 12 năm rồi, chính quyền Trump đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công tống tiền WannaCry. Những tin tặc Bắc Triều Tiên cũng bị nghi ngờ đã đột nhập vào ngân hàng Bangladesh năm 2016 và trộm 81 tỷ Mỹ Kim. Bắc Triều Tiên cũng đã tấn công hãng Sony Pictures năm 2014 để trả đũa cho việc phát hành bộ phim chế diễu lãnh đạo Kim Jong-un của nước này. Trong một báo cáo vào đầu tháng, hãng FireEye mô tả chi tiết một vụ tấn công cho APT37 của Bắc Triều Tiên thực hiện. Vào tháng 5 năm 2017, một công ty Trung Đông đã bị tấn công sau khi thất bại trong một hợp đồng với công ty phía Bắc Triều Tiên. Ngay sau đó, chi tiết việc này bị truyền tải rộng rãi trên mạng. Những kẻ tấn công đã sử dụng một bản thanh toán ngân hàng. Chúng tạo nên một email có đến kèm một virus tấn công vào lỗ hỏng của Microsoft Office. Khi virus được mở ra, tự động hệ thống sẽ kết nối đến một trang web độc hại, tải về và cài đặt một bộ công cụ có tên Shutter Speed. Công cụ này giúp cho tin tặc thu thập thông tin hệ thống, chụp màn hình và tải các virus độc hại khác về máy tính. Cuộc tấn công WannaCry năm 2017 cũng sử dụng lỗ hỏng hệ điều hành Microsoft Windows. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã tìm ra một cuộc tấn công được thực hiện bởi một nhóm có tên Shadow Brokers. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin quan trọng đến đây chương trình xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.